Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. MC Vân Hugo bị hỏng vĩnh viễn một mắt và có khả năng mất dần giọng nói. Vừa qua, câu chuyện về bệnh tình của Vân Hugo đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ở Facebook cá nhân của Vân Hugo, có rất nhiều bạn bè đã gửi tới cô lời động viên sau khi xem được những gì Vân bộc bạch. Người ta chia sẻ không phải bởi sự tò mò mà bởi cái cách Vân Hugo nói về bệnh tình của mình nhưng vẫn gượng cười trên sóng truyền hình. Trong khi chia sẻ bệnh tình với MC Công Tố và người hâm mộ, Vân Hugo vẫn luôn mỉm cười. Cô đã đối mặt bình thản với việc này. Sự bình tĩnh của cô khiến không chỉ Công Tố mà còn rất nhiều người có mặt tại trường quay lặng đi. MC Công Tố không nói được lời nào và đã hỏi ngược lại Vân Hugo liệu đó có phải là sự thật. Nói đến đây, cô đã không kìm nổi sự xúc động và bật khóc. Với một người phụ nữ đã trải qua nhiều khó khăn, đến giờ mới nếm được một chút hạnh phúc thì có lẽ không phải ai cũng gắng gượng được như Vân Hugo. Mọi người biết đến Thanh Vân từ khi cô dẫn chương trình Vui Cùng Hugo. Cũng vì vậy mà Vân được khán giả gọi với biệt danh là Vân Hugo. Sau đó, Vân nổi lên khi tham gia Nhật Ký Vàng Anh. Bộ phim tạo nên quá nhiều cái tên nổi tiếng của Vbiz. Từ lúc đó hay cả về sau này, Vân vẫn luôn gây thiện cảm với khán giả bởi nụ cười rất tươi của mình. Năm 2008, Vân Hugo lên xe hoa khi vừa tròn 23 tuổi. Một cái tuổi khá sớm để kết hôn, nhất là đối với phụ nữ hoạt động showbiz. Sau đó, ai cũng mừng khi vợ chồng Vân hạnh phúc đón đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Nhưng rồi, hạnh phúc chẳng được bao lâu, Vân Hugo và chồng đã đường ai nấy đi với khá nhiều ồn ào. Trong khoảng thời gian khủng hoảng vì hôn nhân đổ vỡ, Vân Hugo vẫn luôn im lặng. Sau này, khi mọi chuyện đã xong, cô mới bình tâm chia sẻ về nó. Sự bồng bột phá hoại nhiều thứ, trong đó có cuộc sống hôn nhân. Một người hoạt động showbiz mà lấy chồng, có con ở độ tuổi như tôi có lẽ là hơi sớm. Nhiều người, trong đó có cả người thân, từng khuyên tôi lập gia đình, sinh con đẻ cái, ắt mọi thứ ổn định. Điều đó có thể đúng với ai đó, nhưng với tôi là rất sai lầm. Vì sai lầm của mình nên tôi ra đi hai bàn tay trắng. Tôi nhận lỗi về tôi và gây nên sự thiệt thòi cho con. Tôi thật sự quá ám ảnh về điều đó, Thanh Vân từng tâm sự. Nếu theo dõi trên truyền hình hay gặp Vân Hugo ở ngoài đời, chắc chắn bạn sẽ nghĩ cuộc sống của cô hạnh phúc viên mãn lắm, bởi Vân Hugo luôn rạng rỡ, tươi tắn và lúc nào cũng đầy sức sống. Thế nhưng, rõ ràng mới ngoài đôi mươi, trở thành một người mẹ đơn thân chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Trải qua khoảng thời gian khủng hoảng hôn nhân, nhưng Vân Hugo vẫn chỉ tóm gọn câu chuyện dài dòng ấy bằng một vài từ mà chẳng muốn kể lể nhiều. Vân Hugo cũng từng đôi lần than thở, cuộc sống của một bà mẹ đơn thân có lẽ tủi nhất về đêm khi ôm con nằm ngủ say bên cạnh. Lúc cả mẹ, cả con đều ốm đau bệnh tật, bế con một mình tới gõ cửa phòng khám là những giây phút mà nước mắt chỉ trực trào ra. Với nhiều người, câu chuyện được Vân kể lại chỉ vài dòng, nhưng có lẽ với Vân là những tháng, những năm dài đằng đẵng mà nước mắt phải luôn giấu vào trong. Có thể là đêm ôm con nằm khóc ướt gói, nhưng sáng ra vẫn phải rạng rỡ trước ống kính. Trải qua những gì được coi là khó khăn nhất với cương vị một người vợ, một người mẹ, Vân Hugo dần lấy lại tinh thần. Cô nhận nhiều chương trình hơn và tham gia đóng các phim truyền hình. Bên cạnh đó, Vân còn lấn sân, kinh doanh, mở hai nhà hàng trong vòng một tháng và rất đông khách. Vân thanh thản đến mức khi hay tin chồng cũ sắp lấy vợ, cô chỉ gửi lời chúc mừng tới anh, rất đơn giản, không hằn học. Phản ứng này của Vân bị nhiều người cho là bất thường, nhưng với Vân đó lại là bình thường. Khi người ta thấy Vân hẹn hò, thấy cô hạnh phúc, thấy cô luôn cười như mãn nguyện với cuộc sống này, thì bỗng dưng Vân bất ngờ chia sẻ về bệnh tình của mình trên sóng truyền hình. Là MC, nhưng dây thanh quản của Vân gặp vấn đề, nổi rất nhiều hạt. Giọng nói của Vân ngày càng khàn đi, và nếu như không dừng công việc lại, bác sĩ nói cô có thể không nói được nữa. Nữ MC chia sẻ, có một câu người ta vẫn hay nói, bạn kiếm tiền bằng cái gì của mình thì sẽ gặp vấn đề về cái đó. Tôi nghĩ rằng nó khá đúng với tôi. Trong lần đi khám gần đây nhất, bác sĩ chuẩn đoán
Nếu tôi tiếp tục công việc MC thì sẽ không nói được nữa. Tôi không biết mình còn xuất hiện được trên TV với mọi người được bao lâu nữa. MC chương trình lặng người trước sự chia sẻ của người đồng nghiệp. Nhưng vẫn chưa hết, một bên mắt của Vân bị nhược thị, nghĩa là giờ đây một bên mắt của Vân Hugo đã hỏng vĩnh viễn, không thể chữa khỏi. Vân Hugo vừa trải lòng vừa gượng cười. Nhìn Vân trang điểm long lanh thế này thôi, chứ thật sự một bên mắt đã hỏng hoàn toàn rồi. Có thể Vân đã sống cùng bệnh tật này suốt một thời gian khiến cô đủ bình tâm. Nhưng khi chia sẻ trước hàng triệu khán giả, Vân lạc quan, mỉm cười dù nước mắt rưng rưng thì chắc chắn rằng cô là một người phụ nữ quá mạnh mẽ. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp còn bất ngờ trước bệnh tình của Vân, trong khi rõ ràng cô đã chiến đấu với nó suốt một thời gian dài. Có lẽ một Vân Hugo luôn cười, luôn ồn ào như sóng, luôn mang trong mình năng lượng tưởng chừng không bao giờ cạn, nên nào ai nghĩ cô phải chịu đựng những điều như vậy. Như lời chia sẻ của người bạn thân Thái Dũng, ít nhất Vân đã biết về bệnh tình của mình cách đây vài tháng. Nhưng chưa bao giờ Vân thổ lộ những điều này trên Facebook, ngay cả khi phải trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn. Hằng ngày cô vẫn đi làm, vẫn rạng rỡ với nụ cười tươi và đôi mắt long lanh trước ống kính, vẫn hưởng thụ cuộc sống rất vui vẻ. Nhưng đằng sau ấy, Vân phải đối diện với sự lo âu cực độ khi mắt đã không thể chữa trị, lại có nguy cơ mất đi cả giọng nói, được coi là cần câu cơm của một MC. Những giọt nước mắt đã rơi khi Vân nói rằng, giờ ai mời đi show thì cố đi để còn được xuất hiện trước khán giả, chứ không biết cố được đến khi nào. Đây có lẽ là những phút yếu lòng duy nhất của người phụ nữ mạnh mẽ này. Và với tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ của Vân, chắc chắn chẳng ai nhìn cô với ánh mắt thương hại. Và có lẽ Vân cũng chẳng muốn ai thương hại mình, nên đến tận giờ, khi bình tâm hơn trước mọi thứ, cô mới chia sẻ câu chuyện đầy nước mắt và lo âu ấy. Trên trang cá nhân của Vân Hugo, người ta ít khi thấy cô than phiền, mệt mỏi hay buồn bã. Cô luôn mỉm cười, nhìn cuộc đời với lăng kính màu hồng. Vân Hugo vẫn chăm chỉ với guồng quay công việc, làm MC, tham gia sự kiện. Đúng như lời cô nói, thế nên bây giờ còn chương trình gì mời, còn xuất hiện được thì Vân sẽ cố gắng. Những lúc rảnh, Vân Hugo lại dành tất cả thời gian cho con. Cuộc sống của Vân Hugo giờ đây khiến nhiều người thật sự nể phục. Trước đó, khi mới bắt đầu buổi trò chuyện, Vân Hugo hoàn thành tốt các thử thách của chương trình và khiến khán giả bật cười bởi khả năng ăn nói duyên dáng, hài hước của mình. Ở tuổi 32, cô đang làm MC, diễn viên, mở quán cơm gà và là cô giáo trong một trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ. Cô cũng dành thời gian làm từ thiện, giúp đỡ những người đang mắc bệnh mắt và cổ họng. Hãy cố trân trọng cuộc sống từng giây từng phút, vì biết đâu ngày mai mình sẽ không được nhìn thấy ánh sáng, không được nói những lời yêu thương nữa. Người đẹp trải lòng. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc năng lượng ở đâu khiến một cô gái đáng lẽ cần được chở che như Vân lại mạnh mẽ đến vậy. Để giải đáp điều này, nếu ai làm mẹ chắc chắn có thể hiểu được. Vân từng thổ lộ, trong chuỗi ngày tưởng chừng như tuyệt vọng, thỉnh thoảng tôi thấy con cười. Nụ cười trên gương mặt ngây thơ, bé bỏng như một ánh sao vụt sáng, khiến bao buồn phiền, lo lắng trong tôi bỗng chốc như tan biến. Đó chính là động lực giúp tôi đứng dậy, tiếp tục đồng hành bên con. Không chỉ trong lúc này mà có lẽ trước sóng gió cuộc đời, mẹ con tôi cũng không rời nhau được, vì sau bao đổ vỡ, chỉ còn hai mẹ con đùm bọc lấy nhau. Hiện tại, con trai của Vân Hugo, bé Bin, là động lực duy nhất giúp cô cân bằng cuộc sống. Sau giờ làm, người đẹp chỉ mong về nhà thật nhanh, đọc những bài văn của Bin và chia sẻ chúng lên trang cá nhân. Mong ước lớn nhất của Thanh Vân bây giờ là cậu con trai Bin sẽ có một ngôi nhà thật sự của hai mẹ con. Cô còn tiết lộ, giờ cô cũng không dám yêu vì sợ sau này mình sẽ là gánh nặng cho người đàn ông đó. Trên sóng truyền hình, khi được dành cho một phút để nhắn nhủ thật lòng đến một người bất kỳ trong cuộc đời, Thanh Vân đã xúc động gửi lời xin lỗi đến một người đã rời xa cô. Hiện tại, Thanh Vân Hugo đã cảm thấy hài lòng vì mình làm được những việc có ích cho đời. Dù lặng thầm, nhưng cô đã từng mang đến nhiều sự chia sẻ, ấm áp cho những mảnh đời.
cô luôn luôn cho mình cơ hội để cho đi và giành lấy sự lạc quan. Bà mẹ đơn thân mạnh mẽ tin rằng sau giọt nước mắt sẽ là những nụ cười, giống như cầu vồng sẽ chỉ xuất hiện sau những cơn mưa. Hãy lạc quan lên. Đằng sau ánh hào quang luôn là những góc khuất thầm lặng nhất. Người nổi tiếng, người của công chúng, người được rất nhiều người ngưỡng mộ và mơ ước cũng chính là người cô đơn nhất. Qua câu chuyện của Vân Hugo, ta mới chịu nhìn nhận một sự thật rằng mỗi người trong chúng ta đều có một cuộc sống riêng. Đau khổ, buồn vui, bệnh tật, danh vọng và tiền bạc, mỗi người đều có bằng một cách riêng nào đó. Ai có thể ngờ rằng đằng sau một cô gái rạng ngời và thành công như Vân Hugo lại là một người phụ nữ đã từng ly dị chồng, đơn thân nuôi con và chịu đựng rất nhiều bệnh tật. Để biết rằng cuộc sống có những giới hạn riêng của nó và chúng ta phải biết được giới hạn ấy và học cách hài lòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!